Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng chiều ngày 13 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ ngày 13 đến sáng ngày 14 tháng 11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ gần sáng ngày 14 tháng 11 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Từ chiều ngày 13 tháng 11, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm ngày 13 tháng 11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.